Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm một clip và đập đội hình ra làm full icon nha anh em. Đấy, đây đội hình bạn này thì yêu cầu là thôi anh bán hết cho em, làm lại cho em full icon. Đấy, thì bây giờ trước hết mình sẽ phải chuyển rank nha anh em, nhưng mà phải mua cầu thủ trước anh em. Mua cầu thủ trước thì mình mới chuyển rank cho nó tiết kiệm, nhưng mà bạn này thì không có coi nên bắt buộc phải chuyển một cầu thủ, rank cầu thủ để mình bán mới được. Thì chấp nhận chuyển cho những con nào mà cùi cùi trong này thôi, chứ thường thường muốn tiết kiệm anh em thì nên chuyển luôn cái con mà mình mua về á đó. Tại vì do bây giờ là không có coi để mua cầu thủ về để chuyển rank, thì bây giờ mình sẽ xem con nào có giá nhất mình sẽ bán trước. Đây, trong cái này thì có con Salah, cái con Rainer là có giá nhất, thì bây giờ mình sẽ chuyển rank con Salah cho một con bất kỳ nào đó trong cái đội hình của mình, trong cái kho đó. Đó, tại bây giờ bắt buộc quá rồi, chứ không thôi mình tiết kiệm là mình dùng một cái con mà mình mua về anh em, nó mua về mình chơi mình chuyển luôn cho nhanh, đỡ phải chuyển qua chuyển lại mất điểm ren, mất cái điểm mà chuyển ren đó. Đó, thì bây giờ mình sẽ chuyển con Salah nha. Salah là 69 em nè. Đấy, mình sẽ đập team này ra và xây team full icon. Đấy, đây mình chuyển ren nha anh em. Mình sẽ chuyển cho con Rye. Đấy, mất 132 FPB. Bạn này thì mới nạp FPB mình vô để chuyển ren nè. Rất là phí anh em. Lát lại chuyển lại cho con mà mình mua nữa, thấy không? Là mất thêm một cái FPB nữa. Nên anh em mua cầu thủ về, dùng cầu thủ đó đúng không? Anh em lấy cầu thủ mà chuyển ren á, chuyển cho nó luôn cho đỡ mất phí. Đó, nó mất qua lại. Thì bây giờ trước hết mình lên chợ nha anh em, mình sẽ bán con Salah để mình lấy chi phí, bắt đầu mình mua từ từ. Để mình chuyển ren từ từ nha. Đó, đây có một người đã đặt mua nè, là 67 nè. Nếu mà muốn bán ngay thì 67, còn nếu anh em muốn bán hơn nữa thì 70 hay nhiêu đó thì anh em cứ đặt thêm vô. Đó, bây giờ mình đánh 67 cho nhanh nha anh em, cho lấy cái coi về chơi nha anh em. Đó, lấy coi về mua cầu thủ luôn, mua cái icon luôn. Thì trong đội hình của bạn này thì có hai con icon rồi, đó là con Esto và con Genetti, thì mình sẽ không đụng tới. Nghĩa là hai icon rồi, hai con đó ok rồi, không cần đợi thay đổi gì hết. Bây giờ lên chợ mình sẽ mua những con là cần thiết thôi, những con vị trí khác rồi như CB, LB, mấy con vị trí tiền vệ, thêm mấy con tiền đạo nữa, một con GK nữa. Đấy, GK mình sẽ không dùng con Garcilas cho anh em. Nói chung mà dùng con mấy con icon sự kiện đó. Đó, không dùng mấy icon team icon cho anh em, không có điều kiện dùng team icon đâu, team icon thì quá mắc rồi. Mình sẽ dùng những con thẻ sự kiện thôi, icon thẻ sự kiện thôi, nó cũng khá ngon rồi. Đó, đây mình đã được hai con là con Lam và con Campbell. Đấy, mình sẽ mua từ từ cho anh em. Đó, mình sẽ ráp cho đội hình cho anh em thấy ha, cứ từ từ nha anh em. Rồi, tiếp tục mình mua nha. Thật sự đó, Seedog nè, Seedog thì khá rẻ rồi, Seedog là ngon bộ rẻ cho anh em luôn, mà icon nữa, đó là top, ngon, vô, đầy luôn. Tiếp tục nha anh em. Đây, mình về được con The Sally và con Master Blood. Đấy, nói chung là mấy con icon thẻ sự kiện thôi, tầm vừa giá thôi anh em, mười mấy triệu thôi. Đó, tiếp tục nha anh em, về con Figo, bán con DS luôn. Đấy, về con Seedog luôn, còn con GK hơi lâu, GK phải chờ thôi. Đấy, GK nó hơi lâu anh em, lâu thiệt. Thì mình cứ mua từ từ từ, tí nữa mình ráp truyền hình cho anh em nha. Đây, tiếp tục về con đấy, Sorates Cam đang bán con MPP. Rồi, cuối cùng là về con Stoikov nha anh em. Rồi, ok anh em, đó là mình hoàn thành đội hình full icon cho anh em. Bây giờ vô mình ráp truyền hình nha, cho anh em xem nha. Đây, đây anh em, nói chung là còn con Stoikov đó, cho vô luôn là xong rồi đó, thấy chưa? Rồi, full icon thẻ sự kiện nha anh em, rất là ngon. Nói chung là không có điều kiện mua con remake á, thì anh em chơi những đội hình mấy icon thẻ sự kiện cũng ok anh em, rất là ngon. Nói chung là mình đã tính toán hết rồi, những con nào hàng nào mà xài là ok nhất của remake ấy, của icon á, sự kiện thẻ sự kiện á, ok là mình đã build cho bạn này. Đó, nói chung là mình cũng nhận build đội hình cho anh em, lấy công để rẻ cho anh em thôi. Đó, rất hợp lý để cho anh em chơi. Đó, xong rồi nha anh em, giờ đang chuyển ren nha anh em. Đây, chuyển ren cho Stoikov rồi, xong rồi. Nói chung anh em chơi thì tính toán chút xíu,
tiết kiệm cái chuyển trend này, không phải mất FPP ủ lắm đấy. Thì mình đã hoàn thành cái team pool icon rồi nha anh em, bây giờ thì mình vô mình trải nghiệm một trận đấu head to head cho anh em xem nó như thế nào, hoặc đá thêm vài trận nữa đó. Nói chung là mình đã một trận cho anh em xem thôi, nói chung là build xong là mình pool icon rồi, rất tuyệt vời đây, thấy chưa. Đội hình này khá cân bằng anh em, thấy cái hình này khá ok, leo lên một em là dư luôn đó, thấy là nó ngon đó. Bây giờ mình vô mình đá nha, xem như thế nào đây. Đó. Ok, bây giờ mình vô mình đá nha anh em. Đây, Figo. Black. Stoikop. Cái con Stoikop này đá cũng khá ok nha anh em. Điều ghé nó khá đứng hơi cao á. Đấy, đi kiều khá ngon, mà cái Black. Hay lắm, rút. Không được rồi. Một pha sút của Seedog nhưng không thành công rồi. Hay lắm, nhớ tì. Cái con Solotep này đã cũng khá hay anh em. Tao cao to lắm, vị trí cam anh em. Giống như Michael Malak vậy đó. Nó đá hơi lùi lùi chút, nhưng mà nó được cái nó khỏe với lại nó sút tốt là tốt nha. Trên 2-5 năm luôn đó. Rồi tấn công, Eto. Không được. Một pha đường chuyền của Vinicius nhưng không thành công rồi. Protest ban đội Bruno một pha chuyển xuống cho Vinicius, chuyển vào không được, đi bắn không chuyển hả, đi bắn một pha đi bắn của Vinicius, anh làm gì đấy, không được, hay quá. Một pha về tham gia tấn công của Protest anh em, Protest này về sau ghê á, phải góc rồi, đi vào bắn đâu, bắn đất hay lắm, Lam, Philip Lam. Một pha phản công, Philip Lam. Vẫn là Philip Lam anh em. Hay lắm, nhanh di chuyển kìa, đúng rồi. Chỉ sút đúng rồi. Ballad. Ballad. Sút. Wow, 1-0 rồi anh em. Quá tuyệt vời. Một pha phối hợp quá hay anh em ơi. Đấy. Philip Lam một pha phản công rất là nhanh luôn đó. Chuyền lên cho đồng đội ghi bàn lên. Quá hay luôn anh em ơi. Một pha phản công quá hay luôn. Bạn tấn công hay quá vậy, một pha đi bắn của học đội bạn hay quá anh em, con chỉ vào đánh đâu, không được rồi, mình có không bèo và đầy Sally anh em, hai con khá khỏe nha anh em. Ấy hay quá, Stoikop pha thành công, Stoikop chống chạy quá, sút vào hay không rồi, quá tuyệt vời anh em ơi. Trận đấu đang diễn ra khá tư bừng anh em, mình đang thành công rất hay anh em, thành công nhanh không à, hay quá. Quá tuyệt vời luôn em ơi. Stoikop đấy. 2-0 rồi. Nãy giờ mình có 2 pha thành công, ghi bàn 2 pha luôn em. Quá hay luôn em ơi. Vinicius. Đội bạn nãy giờ bị gọi là gì đây? Đòn hồi mã thương anh em. Đó là phản công á. Tấn công dữ quá nhưng mà mình phản công lại là chết ngay. Vinicius. Không được rồi. Hiệp 1 kết thúc được số 2-0 rồi em ơi. Quá tuyệt vời anh em ơi. Đấy, bây giờ hai anh em xem như thế nào thế này ha. Mình đang đá khá tương bừng rồi anh em ơi. Cái đội hình full icon đó anh em, thường thường là ít khi nào bị out meta lắm anh em. Icon đó, mấy con icon đó. Chỉ có mấy con thẻ bay thì đá thì không hay lắm thôi. Chứ thật ra mấy con thẻ sự kiện này đá rất là hay. Nguy hiểm, Eto. Eto. Đấy, Eto này quá, Eto. Xuống đi. Vào, 3-0 rồi, yes. Eto anh em. Eto thì khỏe rồi anh ơi, không phải nói ăn cãi rồi, Eto nó khá khỏe rồi. Mình đã nói là mấy con icon thẻ sự kiện với con dream icon đó anh em là khó bị ao meta lắm, nói chung là đá rất là hay, vẫn còn hay. Chỉ có một cái mấy con thẻ mà pay á thì đá không hay lắm thôi. Đấy, thẻ pay anh em chứ không phải là mấy cái thẻ icon mà như là Gera hay là Ballad trong sự kiện lấy á, đó là thẻ khác đấy em. Nó dạng pay nhưng mà nó dạng cao hơn chút anh em, mình nghĩ cao hơn chút. Đó. Giờ mình không biết nói sao luôn. Đó. Nhưng vẫn hay, cái con đó thì hay rồi. Con đó thì xài cũng ok. Như con Kaka này anh em, 94 nè, Ballad 94. Ronaldinho 94, đó anh em xài mấy con đó khá ok anh em. Ok anh em, bây giờ mình tiếp tục vô với mấy trận đó nha. Hay lắm. Soi cốp. Ballad. Hay thiệt quá, Eto, vẫn còn Eto. Sút, không được. Với Figo. Bây giờ mình đã cắm bên kia mà, Luis Figo. Chỉ đó. Hay lắm, còn Stoikop. Sút. Vào. Stoikop cứ làm hay quá anh em ơi. Một pha quá hay của Stoikop, một cú đúp rồi anh em ơi.
quá hay luôn. Sút em này, sút sút mày cứ sút em, quá hay, sút 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 sút, quá hay luôn. 4-0 rồi, một trận đấu quá tưng bừng anh em ơi, trận đấu là áp đảo đội các bạn luôn. Một bàn rồi, hit bong, hit bong, cháu gì? Không được, con sút Sidok không vào, không vào. Một pha sút của Sidok quá nguy hiểm anh em. Phản công, bắn lách, chuyển lên, thấy đây, tối khốp hay vậy? Há chít chân, tối khốp, xuống đi. Wow, và này là cứ đồng anh em, đặt lòng, yes. Quá tuyệt vời, một chút hát xít cho Stoikov. Hay quá anh em, Stoikov trên này bằng xuống này quá. Đang nói Stoikov rồi đã phát 2 anh em, Stoikov Figo 22 cánh. Đó, quá tuyệt vời luôn. Tự nhiên mình đang bình luận, tự nhiên bị nghẹt mũi anh em. Nên cái tiếng nói mình khó nghe xíu anh em, tự nhiên bị nghẹt mũi anh em. Rồi, anh em thông cảm nha. Đó, đâu làm gì về những khúc cuối rồi. Thứ 88 rồi anh em ơi. Thầy tô, thầy xuống, nguy hiểm, không được, hay quá. Để xử lý khá khỏe anh em. Ô, trận đấu kết thúc 8-0 rồi anh em ơi. Đâu quá tưng bừng và tuyệt vời. Nói chung là build team full icon thì anh em khỏi lo Amoeta thật đó. Mấy cái team icon này thì khoái ngon anh em. Đấy, đội hình mình ha, 4-3-3 attack cho anh em. Có Stoikov, Esto, Philip Figo, Ballard, Sokotep, đó, Sidok, Lam, Campbell, để xử lý, Genetti. Và cuối cùng là Peter Meissen, quá tuyệt vời anh em. Ok anh em, thì anh em thấy clip này hay thì nhớ like cho mình nha anh em. Đây là chuyện ký, thì đăng ký ủng hộ nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.